Em chào tất cả anh chị em. Hôm nay đóng con này gửi đi cho anh khách. Anh mua em cả tháng trời luôn á, mà tới nay mới gửi đi anh chị. Mấy này lu bu quá à. Em chưa có rảnh xúc chế á. Rồi hôm nay để em xúc chế lại. Trời ơi, cái này chết mày, cái bu em mới chứ không có gì. Mới tin. Máy đẹp lắm anh chị. Đó. Ở trong em còn đầu xấu hơn đầu này. Đó, ai em mua rồi, chút em bán cho 700 luôn. Nhưng mà không có bố nha anh chị. Hết bố rồi, em hết bố rồi nha. Đó. 700 đầu kiểu này nè. Nội cục lửa không anh chị mua 250 rồi. Cái nồng mua hết 400 ngàn rồi. NB30 giống vậy đó. Cái này nè, cái bình này ở ngoài bán 150 lần anh chị. Cái máy kia cũng liền lắm. Đó, à, lâu quá rồi anh nói xúc chế rồi, em khuyến mãi cho anh luôn. Một chai G7. Chai G7 này nếu mà đi mua ở ngoài nó bán 750 anh chị. Chai này chai nặng nhất đó nha anh chị. 350 gram gì đó. Thấy rồi thôi em khuyến mãi, anh này anh mua đồ em cũng nhiều lắm. Anh dễ thương lắm, anh ở Tiền Giang cũng gần chỗ em luôn, xa lắm anh chị, mấy chục cây luôn chứ không gần cùng quê thôi. Đó, rồi để em xả mấy hàng bớt anh chị nè. Còn mấy máy này anh chị cần thì liên hệ nha, cái này gọi nè. Còn cái này thì anh chúc anh khách chúc anh lấy rồi. Còn cái cây kia anh kia nói để có tiền lấy mà không biết có lấy không, không biết, em chưa biết. Trong đó còn mấy cây nữa, con này là của thầy đó. Còn con này là chưa nè, con này là 1.9 triệu nè đó, 1.9 triệu bao ship nha anh chị. Con này là liền lạc đủ đồ mới tin luôn, chưa vệ sinh mà vậy đó. Nói lắm. Rồi, con này bữa nay bán chị anh chị 1 triệu không bao ship. Chuyển đủ bao ship luôn. Nay hạ giá luôn rồi đó. Con này mới tin nha anh chị, nội anh chị thấy lấy cái đầu máy không ngon nữa. Này chạy bốc lắm nha. Bán có 1 triệu rồi anh chị biết rồi đó. Nhưng mà chuyển đủ mới bao ship nha, em nói trước nha anh chị. Quên đó, anh nào chốt trước thì em giao trước nha. Chứ nhiều lúc kêu đợi em đợi cái mấy người khác dặn không mua luôn anh chị, bởi vì em bị mấy lần rồi đó. Bữa nay em lên cho mấy con xịt sâu ghẻ kìa, nó kìa ở trong nó còn mấy con nữa. Mà không biết nó bị gì cứ cắt, nhưng mà không phải đâu, mấy cái mà xịt sâu mà quạt anh chị, bơm quạt á là nó vậy chứ không có sao đâu nha anh chị, cứ đổ nước vô là nó nhẹ rồi à. Tại lâu quá cái hai cánh bằng thao á nó bị đóng thuốc á. Rồi bữa nay em lên mấy con máy VIP nè anh chị. VIP mấy con này là em bao anh chị là ai khổ lắm mới mua chứ em gặp mấy con này là em chạy rồi đó anh chị. Nè có con này á, thì anh khách ảnh điện em sáng sớm đó, thì con này thì em ưu tiên cho ảnh trước, mà không biết ảnh mua không em chưa biết, thì em sẽ đăng lên gì đó. Nếu mà ảnh không mua thì anh chị coi chốt ha. Con này là T170, con này là em thu khách, nhưng mà con này khách là không có xài luôn, em bảo đảm anh chị là không có xài luôn nha. Người ta nói mua về rồi người ta giục cái đó, giục rồi sức sạc luôn. Hồi nãy có tài lái nó mà em gỡ rồi, nữa em cho khác, tại nó bằng sắt nó thấy gớm lắm anh chị ơi. Em để vô đây cái nhìn nó mắc ối luôn á. Đầu bò zin luôn nha anh chị. Đó, đầu bò zin luôn. Thì con này em bán cho anh là 500 thôi, con này người ta lên chế ra ngang sẵn luôn nè. Em cho anh một cái boe xịn luôn. À, khuyến mãi cái boe xịn, một cái bình xăng luôn là 500.000 nha anh chị. Đó, 500.000 đó. Nhưng mà em nói trước nha, mấy con trong đây thì bây giờ em bán là em anh chị chuyển khoản bán nha anh chị. Đó, thôi bây giờ khỏi luôn, không cần chuyển khoản luôn. Đó, bây giờ chuyển đủ thì em bớt cho 50. Đó, rồi vậy luôn, ghê luôn đi. Để quà cũng vậy đó, em bớt cho 50 đó. Thì cái con này em bán 500.000, em cho một cái bình xăng lớn, một cái boe với cái ghi đông thôi là hết nha anh chị. Là những máy này nè, máy này máy thu khách nha, nhưng mà em bảo đảm con này chạy bốc lắm nha anh chị. Cái áo gì nó anh chị còn nè, là em bán là em bao mở bô nha anh chị, không có bán lụi nha, không bán phí đâu, em bán là em bao mở bô. Thì con này là em mồi xăng nổ nha, những con nào mà bán mà không giật được thì em không mồi xăng nổ nha anh chị, cái đó là em không bao nha. Còn con nào giật được là em bao, như mấy con này là giật được nè. Con này nãy em giật lửa mạnh lắm, tại vì em thâu nó có lửa mà, em thâu này mấy tháng rồi, em giật, em làm biến giật đây nè. Anh chị thấy áo zin đó không, T140 nha, cái này là chạy bốc lắm, bữa em mới lên chế cho người ta đó. Còn cái này người ta lên sẵn nè anh chị, người ta lên xéo rồi phải không, chứ em lên là không có xéo gì. Rồi ở đây con Mitsu T100 nè, con này là máy bãi chứ không phải là máy thu nha anh chị. Con này là liền lạc nè, tâm gợi luôn nè, bình xăng nó nguyên luôn, nhưng không có bể anh chị. Cái này mà bể kêu ông nội em kiếm biết có không. À, dễ chế lắm anh chị. Bình này bình echo chế vô cái một à. Đó.
này hơi ghê nha anh chị. Đó, thì con này á, nếu mà em bán cho anh chị á, hiện bây giờ á, nó đầu bò vuông nha, thì em bán gì là 400 thôi, còn anh chị muốn cái đầu bò là 500 nha anh chị. Là máy này là máy nào mà giật được là em bao lửa, bao bê tông, cái bình xăng thì em cho bình xăng khác, cái chế á, cho chế giống gì luôn nha. Cái bình xăng này gì nữa đó anh chị, con này chạy bốc lắm nha, bền lắm nha anh chị. Nó con này nó, còn anh chị muốn thích mà đổi cái bình xăng kia thì thêm 100 nữa, em đổi cho cái chế 260 với cái bô e luôn. Đó, khuyến mãi luôn, khuyến mãi cho anh chị luôn. Đó, khuyến mãi luôn. Là cái chế với bô e cho thêm miếng nhôm nữa, miếng đan nhôm á là 100 là lỗ rồi đó nha anh chị. Thì em bán cái máy này luôn, cái đầu bò luôn là 500, còn lấy cái đầu không gì thì 400. Đó, anh chị nào có cái đầu bò vuông thì khỏi lấy ha, cái này đầu bò vuông nha anh chị. Đó, máy này là máy bãi nha. Đó, thì những máy đây là em bao bê tông, bao lửa nha, mồi xăng nha anh chị. Đó, rồi con này đó, con này mất tiêu đầu bò nữa. Lúc em gỡ đầu bò ra em bán đó anh chị, chứ không phải mắc đâu. Nè, hơi nè, con này, mấy con này là em bao hơi lửa hết, nhưng gì bán 3 xị thôi. Còn đầu bò thì đầu bò mà mới mấy khía nữa anh chị, 2, 4, 6, 7, 10 khía em có luôn. Rồi, đầu bò thêm 100 nữa, 400, bán rẻ thúi luôn rồi anh chị ơi, bán cho anh chị rẻ thúi rồi. Đầu bò mới đó nha, cái đầu bò nếu mà em nói là đầu bò mới không anh chị, anh chị kiếm đồ bò vô không biết đâu kiếm ra luôn á. Rồi, hai con này là ba con này là con chùm nè, chùm phé. Mấy con này thì nếu mà chạy được nó bền lắm anh chị, còn mà giật thì cứ ngắt thì sao mà chạy được anh chị, nắm còn không nổi. Còn cái đầu bò lăn được nha anh chị. À, rồi. Chết tôi rồi, sao lăn được, không phải em điện miếng phốt đâu có lăn được. Để em coi cái lăn độ anh chị. Bây giờ xuống ngắt rồi, thôi cái gì là về làm em đi ngắt à. Này lăn được nè, ok nè. Đó là ba con này em bán chung nha, chứ riêng em không bán đâu. Thì con này em vẫn mồi xăng nổ, bao bê tông. Còn hai con kia cứ ngắt rồi, con này nó cũng cứ ngắt luôn à. Mà con này nó có xe tép nè anh chị. Vì lúc em để lâu nó cứng hay sao em không biết, chắc nó bị cứng không chừng. Em không biết anh chị ơi. Như hai con này là giống kiểu nè, nó không có xe tép, còn con này có xe tép, con này là có lửa nha anh chị. Con này hình như là đợt em thử có lửa hay chưa, mà khách hỏi em cái em nó nói sao cái anh nói cái em bị mất tiêu luôn. Bây giờ à, ba con này là còn bình xăng hết luôn nè anh chị, miếng vip nè. Đó, này còn bình xăng luôn nè, này bình xăng mới tinh luôn nè, có chống luôn anh chị, không có bể luôn nha, không có bể đâu. Bởi em cũng không biết nữa, nhưng mà em thấy không bể anh chị ơi. Còn kia em bao mà nếu mà cái đổi bình xăng này em bó tay luôn. Cục xe tép không hết 100.000 anh chị. Bao này em bán 700.000 thôi. Ha. Bao này em bán 700.000. Ha. Bán ba con anh chị, hai đầu bò không rồi, hết mẹ nó 400.000 rồi. Nhưng mà máy này em bao mồi, bao bê tông nha. Đó, rồi ok, anh chị nào cần liên hệ em. Còn ở đây nguyên quỷ nữa nè. Con này bữa nay em bán cho anh chị bán rẻ luôn. À quên đó, ba con này bán là không bao ship nha anh chị, chuyển đủ thì em bớt 50. Con này em kia nữa, mấy con này con nào chuyển đủ em bớt 50, rồi nói gì cho dễ hả. Còn con này nè, em lấy cái hoa lăng em gắn thử nên chị, hoa lăng thì đúng tầm lửa, nhưng mà cái máy này nó hình như là 25 nha anh chị, chứ không phải là nó 23 đâu nha, nhỏ đâu nha anh chị. Thấy cái dên bự cho bá không nè, em lấy cái hoa lăng rồi mà bỏ vô không vừa nè, nó xong luôn. Cái hoa lăng này hình như của 23 anh chị ơi, nhỏ. Đó, thì anh chị lấy em cho theo luôn. Đó, con máy này em bán 550 thôi anh chị ơi. Máy là em bao nồng nha, bao lửa bao nồng nha. Đó, này bán rẻ cho anh chị luôn. Tại em gã bơm ra nè, giờ anh về anh chị về gắp bơm vô không được nữa. Hôm qua là em định gắn cái tâm gờ vô em bán đó, nhưng mà cái hoa lăng bỏ vô không vừa luôn. Anh chị về mua hoa lăng 50.000 à. Đó, em hết hoa lăng rồi, có là em bỏ vô rồi. Đó, nó có bình xăng này luôn nè. Đó, đưa cho anh chị hết luôn, 550 thôi. Đó, không bao ship nha anh chị, mấy cái máy này em bán không bao ship đâu, anh chị chuyển đủ thì em phụ 50 thôi. Rồi, còn máy này nè, anh chị nào mua con này nè, em lên chế sẵn nè, em gắn cục xe tép vô. Bữa con máy này em thử anh chị, chế 430 luôn nha anh chị. Đó,
Rồi, con máy này bán là xài hai loại bố á, bố ba càng, bố máy càng luôn á. Đó, như em bán gì nào không có bố. Rồi, bán luôn vậy 400 ngàn thôi cho tặng nó bô độ luôn. Định chế xe chơi chơi, anh chị gắn cục xe tép vô luôn nha. Mà cái máy chịu lỗi vậy thôi á, anh chị kêu thêm nó lại không gắn luôn nha. Đó, bán rẻ đây hết tiền anh chị ơi. Rồi, thôi, nhiêu đó nha. Đó, 400, chuyển đủ thì bớt 50, nó còn 3,5 à. 50 là tiền ship luôn, nó cục có 50 tiền ship đó anh chị. Nói cái chế không mấy trăm ngàn anh chị ơi. Vừa bán vừa cho á. Này em khóa quá, em khóa rồi nè, chị thấy mấy xe không? À, để nè, đây có máy cưa nè. Rồi, cái máy cưa này, nổi cái nòng thôi cũng ok, cái nòng trắng tinh luôn anh chị. Anh chị nào mua bán 150 luôn. Rồi, 150 nhưng mà con này là không bao ship, mà con này là chuyển đủ mà được nha anh chị, có 150 mà không chuyển đủ em không bán luôn. Đó, lấy đồ cũng được nữa anh chị ơi. Có 150 ngàn, bạc là 300 ngàn mà xuống còn 150 luôn á. Mấy anh kia anh mua anh chốt, đợi tới giờ luôn, 300 xuống còn 150 luôn. Rồi thôi em chào nha, em đóng hàng đi anh chị ơi. Là mấy máy nào mà em nói giật được là em bao hơi lửa nha anh chị. Đó. Rồi thôi em chào.